Hôm nay mình đi về với quê á, nhà của anh hai mình ở phía dưới bến có cái bụi tre măng quá chừng luôn cả nhà. Mình sắn một ít về mình sẽ làm dưa, còn một ít mình sẽ hầm giò heo ăn nè. Quá chừng nó đã măng, mấy cái mục măng con thì nó lên quá trời luôn á. Cái mùa này là mùa mưa, măng nhiều lắm, cho nên nếu mà nhà nào mà có nhiều măng á là mình muối chua á, rồi mình để dành á, mình nấu canh ăn ngon lắm luôn cả nhà. Cho mượn cái dao. Nhà mà cái dao không phải cái dao đó thì sao à? Có cái dao nào phải không? Cái mục này là sắn được chưa rồi? Nhưng mà mình phải sắn sắn thúng vậy nè, mình mới lấy được cái ngon. Một cái săn măng luôn kìa, săn vô cái gốc măng lúc cái dao với luôn kìa. Mình kiếm không có cái cây dao to cho nên là mình lấy cái cây dao nhỏ này nè. Mà mình lấy cái cây mình đóng nó vô nó cũng mềm, nó dễ đứt ra lắm cả nhà. Mình sắn ngang đây là nó còn non nè, rồi tuốt ở dưới luôn đó là nó già rồi. Măng này cũng vừa làm thôi chứ cũng chưa có bự lắm ha. Cái này mà mưa nhiều xuống là nó mọc lên nhiều và cây nó bự ngon lắm. Mình đốn được ba cái mục măng này nè cả nhà, non lắm luôn, nhưng mà để cho mưa già xuống mấy mục kia nó bự, mình về mình đốn thêm nữa, dặn nhiêu đây về mình làm dưa được. Bây giờ mình sẽ quay sơ một đoạn mà cái cách mà mình lột măng ra nó dễ và nó nhanh đó cả nhà. Thì có nhiều người ta mua măng ở chợ làm sẵn không à, cho nên người ta cũng không có biết lột đâu. Đó, mình nắm ngay chân chỗ cái nhánh của nó nè, mình gọc xuống một đường hay mình gọc hơi sâu vô gì nè. Đó, mình gọt sâu vô gì mình nắm mình lẩy một cái là nó ra hết trơn luôn á cả nhà, nhanh lắm. Mình lột nó ra hết cái lớp vỏ xanh ở ngoài là được rồi. Dưới trên cái phần đọt nó già đó mình cắt bỏ bớt đi. Mình lột ra xong hết á, mình dùng dao nè mình gọt cái lớp ở bên ngoài bỏ đi. Cái lớp này thì nó già nó cứng lắm. Mình lấy cái phần non ở phía trong á, mình ăn nó sẽ giòn và nó ngọt hơn nha. Măng tươi á mà mình đem về mình làm liền luôn á, mình nấu canh hay mình hầm cái gì ăn nó cũng ngọt hết trơn á cả nhà. Mà mình để 2-3 ngày thì cái măng của mình nó không có còn ngọt, không có còn ngon nữa ha. Mình tách cái vỏ xong rồi mình gọt qua bỏ bớt cái phần già này nè. Xong bây giờ mình chuẩn bị một cái thau, cái mình cho vô một miếng muối rồi để mình ngâm cái măng vô, mình rửa để cho nó sạch cái măng của mình. Ở trong cái mục măng này cả nhà nhìn thấy nó có một cái đường lá đi lên nè ha, thì mình gọt ngay cái đường đó đó, mình tách ra nó dễ lắm. Mình chặt ngang cái đọt đi là mình nắm mình tát cái là nó ra hết trơn luôn à, rất là nhẹ rồi dễ lắm. Sau khi mình đã rửa sạch rồi đó thì bây giờ mình lấy măng ra mình xắt nè, mình cắt ngang cái phần đọt non này đi và mình chuẩn bị thêm một thau nước khác rồi mình cho muối vào để mình xắt măng mình ngâm vào nha. Cái phần đọt non ở trên này á thì mình xắt theo chiều dọc vậy đi cho nó ngon nè. Mình thì mình dùng dao mình xắt tại vì mình thích ăn cái miếng măng nó dày, nó giòn, nó ngon đó. Còn cả nhà không thích dày thì mình có thể dùng cái dao mình bào ha. Còn cái phía dưới này thì mình chẻ làm đôi ra vậy nè. Đó, mình dùng dao mình bào, thì nó mỏng lắm. Mình thì mình không có thích bào cả nhà ơi, mình thích xắt vậy đó. Nó dày vậy đó, mình nấu canh cũng vậy nữa, mình xắt vậy mình ăn nó ngon. Nếu mà mình bào thì nó sẽ mỏng rồi nó đều nữa. Và mình dùng cái dao to thì mình dễ bào hơn. Cái dao của mình nãy nó hơi nhỏ đó cả nhà. Mình xắt măng xong hết rồi thì mình ngâm ở trong cái nước muối này nè. Mình ngâm tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì vậy đó. Xong rồi mình đem đi xả lại nhiều lần với nước cho thật là sạch nè. Rồi mình để cho nó thật là ráo nước nha. Mình xả cho nó thiệt là sạch xong rồi mình để vào trong cái gỗ như thế này nè, cho nó gõ hết cái phần nước để nó ráo cái măng á. Tiếp theo thì mình sẽ đi ngâm măng ha. Mình chuẩn bị một cái keo thủy tinh như thế này nè. Keo thủy tinh thì mình ngâm nó sẽ ngon hơn. Và đây là cái nước mình vo gạo khi mình nấu cơm đó. Thì mình vo cái gạo đó cả nhà rồi mình chắc mình lấy cái nước này lại nè. Ở đây mình có tầm khoảng 2 lít ha. Và 2 muỗng canh muối hột nha. Mình cho vào trong cái nước vo gạo này, mình quậy cho nó đều lên. Mình có thể nếm thử, mình thấy nó có cái độ mặn vừa vừa đó cả nhà. Thì mình ngâm như vậy là cái nước vo gạo này nó sẽ lên men tự nhiên. Thì cái măng của mình sau 3 ngày nó sẽ chua rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái măng vào trong cái keo nè. Rồi mình cho cái phần nước vo gạo với lại muối mình đã quậy đều ra rồi đó, mình cho vào, mình đậy kín nắp lại là được à. Mấy cái mùa măng trước á, mình cũng có làm cho nhà dùng nhiều lắm nhưng mà mình không có quay. Rồi mình thấy cái món này cũng dễ làm mà ngon nữa, cho nên hôm nay mình quay mình chia sẻ đến cả nhà luôn á. Lúc này cũng vào cái mùa măng nhiều lắm luôn á cả nhà. Mưa mà già xuống hết là măng nó mọc rất là nhiều luôn. Mình ăn không hết á, mình làm dưa như thế này nè, mình để mình ăn dần dần trong cả năm cũng không sao hết trơn á. Măng chua này mình có thể nấu lẩu gà, lẩu vịt nè, cá đuối hoặc là cá bớp. Nói chung là nấu được rất là nhiều loại lẩu luôn. Ở nhà mình rất là thích ăn cái măng nấu lẩu á cả nhà, ngon lắm. Xong thì mình cứ đậy nắp mình để đây thôi. Khi mà mình mới cho cái nước vo gạo vào á, mình thấy nó còn đục đục nè cả nhà. Nhưng mà qua ngày thứ hai á là cái nước bắt đầu nó trong lại ha. Thì sau 3 ngày là nó sẽ chua rất là ngon luôn. Cái dưa măng mình ngâm hôm nay nữa cũng được 3 ngày rồi nè cả nhà. Bây giờ nó cũng chua dữ lắm, chua luôn rồi đó. Cái này là mình nấu canh ăn được rồi nè. Quay cận cho cả nhà cùng xem, cái nước nó trong rất là trong luôn nha. Cái măng thì nó trắng như này cả nhà. Mình sắc cái này là cũng hơi dày đó. Nếu mà mình sắc mỏng mình lấy dao mình bào á là mình ngâm phải 2 đêm thôi là cái măng này nó chua mình có thể ăn được luôn rồi đó. Rất là giòn luôn á cả nhà. Bây giờ nếu như mà cả nhà muốn để nguyên như thế này luôn mình dùng từ từ cũng được. Thì mình chỉ cần đậy kín lại, rồi khi mà tầm khoảng chừng 4-5 ngày gì đó thì mình cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh thì mình để mình ăn dần dần. Còn nếu mà cả nhà muốn bảo quản lâu hơn nữa thì bây giờ mình sẽ đổ ra cái gỗ ha. Mình mở cái nắp keo này ra là nó có cái mùi đặc trưng của măng chua liền luôn á cả nhà. Cái này bây giờ là mình ăn nó cũng chua lắm luôn rồi. Bây giờ thì mình đem cái măng này mình đi xả lại 2-3 nước gì đó cho nó thật là sạch ha. Măng của mình sau khi mình xả 2-3 nước gì đó để cho nó sạch cái nước mà mình đã ngâm bằng cái nước vo gạo này cả nhà. Thì mình để cho nó ráo đi. Nếu mà mình có nắng thì mình đem ra nắng mình phơi. Hôm nay trời mưa cho nên là không có nắng thì mình sẽ để trong nhà rồi mình bật quạt để cho nó ráo ha. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu cái phần nước để mà mình ngâm măng trở lại nha. Rồi cái hũ này thì mình rửa cho sạch rồi mình ướp cho nó ráo nước đi. Thì măng sau khi mình đã rửa qua nước nó sạch rồi đó thì mình phải chuẩn bị một cái nước khác để mà mình ngâm măng trở lại nha. Thì ở đây mình có 1 lít nước ha. Rồi mình cho vô 1 chén đường, đường cát trắng nha. 2 muỗng ăn canh muối nè. Mình phải có cái độ mặn mặn á. Rồi đường thì nữa nó sẽ lên men tự nhiên. Rồi mình bắt lên, cho mình nấu cho nó sôi lên. Nó sôi lên được một lúc rồi mình tắt lửa mình để cho nó nguội nha. Rồi cái tỏi ớt này á, ớt thì mình rửa cho nó sạch rồi mình cũng để cho ráo. Tỏi này thì mình có thể lột ra mình để nguyên một cái tép luôn, hoặc là mình chẻ làm 3 làm 4 gì ra đó mình để vào trong măng cho nó thơm ngon á cả nhà. Khi mình ngâm vậy á mà chừng nữa mình muốn ăn sống á thì mình gấp ra mình ăn cũng được, hay hoặc là mình để nấu canh thì cũng ngon. Nước đường và muối á thì mình bắt lên bếp nè, mình để cho nó sôi lên, nó sôi lên tầm khoảng 1 phút gì đó rồi mình tắt lửa mình để cho nó thật là nguội là được rồi. Cái cách ngâm măng này là mình đã làm mà mình thấy nó ngon, mình để được lâu nữa cho nên là hôm nay mình chia sẻ đến cả nhà. Còn nếu như mà ai có cái cách ngâm măng nào ngon hơn nữa thì để lại comment ở dưới để cho mọi người tham khảo ha cả nhà ha. Với cái cách này á, cả nhà muốn ngâm măng ớt thì mình dùng cái dao mình bào cho nó mỏng á, mình ngâm vậy nè, nó sẽ ngon hơn. Măng của mình bây giờ nó cũng đã ráo rồi, cái phần nước mình nấu ngâm nó cũng nguội rồi cả nhà. Thì tỏi với ớt á, mình tắt ra mình cũng rửa rồi mình để cho nó ráo gì nè. Đó, mình cho vào đây luôn đi. Xong tiếp theo mình sẽ cho vào trong cái keo lại ha. Cái keo mình phải để cho nó khô ráo nha. Ăn thì mình cho vô. Cái măng bây giờ á, mình ăn á mình cũng thấy nó chua lắm cả nhà. Rất là giòn luôn. Mấy lần mình đi du lịch á, mình ăn cái món lẩu gà nấu lá é nè, thì trong đó cũng có măng chua nè. Rồi lẩu cá đuối ở ngoài Vũng Tàu á thì cũng có để măng chua ở trong luôn. Rồi mình ăn lẩu cá bớp thì cũng có để măng chua và ăn rất là ngon luôn á cả nhà. Cho nên là bây giờ tới mùa măng á, mình hay lấy măng mình làm măng chua như thế này nè. Rồi mình để dành mình nấu lẩu cá hoặc là nấu gà, nấu vịt vậy đó cả nhà. Cho ở nhà của mình dùng ngon lắm. Thì măng mình ngâm lại cái lần thứ hai này á, ở trong này nó có tỏi rồi có ớt nữa, cho nên khi mà cái măng của mình nó lên men á thì nó rất là thơm và ngon. Rồi ở trong cái nước mình nấu này nó có đường với lại muối á, thì khi mà mình ăn á nó có cái vị ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua cả nhà. Mình ăn cái kiểu giống như là gỏi vậy đó, mình ngâm vậy á là qua ngày hôm sau mình có thể gấp ra mình dùng liền được luôn rồi. Nó vừa ăn và giòn ngon lắm. Bây giờ thì mình cứ đậy nắp rồi mình để đây thôi. Qua ngày hôm sau là mình có thể gấp ra mình dùng liền được luôn rồi đó. Thì măng của mình cũng đã ngâm lại được một ngày rồi nè. Bây giờ mình dỡ cái nắp ra, nó rất là thơm. Nó có cái mùi tỏi với ớt ở trong đó cả nhà. Rồi cộng thêm cái mùi măng chua của mình nữa. Để mình thử một miếng coi. Nó giòn gụm mà cả nhà ơi. Và nó chua chua, nó vừa ăn lắm. Nó có cái vị ngọt nhẹ nữa nè. Và cái vị muối hơi mặn mặn đó. Ngon lắm luôn. Và đây là cái dưa măng của mình. Nhìn nó trắng lắm á cả nhà. Thì từ lúc mà mình ngâm á bằng cái nước vo gạo á, thì chỉ sau 3 ngày là nó rất là chua luôn. Và bây giờ mình ngâm lại thêm một ngày nữa với lại cái nước đường muối nè. Thì nó rất là vừa ăn. Mình có thể dùng ngay luôn. Mình có thể chấm với lại nước thịt, nước cá gì đó. Mình ăn cơm á, ngon lắm. Hay hoặc là mình nấu canh, nấu lẩu gì cũng được hết trơn á cả nhà. Cái cách mà mình bảo quản á, thì mình cứ đậy nắp lại. Khoảng 2 ngày nữa là mình cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh được rồi. Rồi mình cứ để hoài cho tới 1 năm sau cũng không sao hết á cả nhà ha. Thì video của mình chia sẻ về cái cách làm măng chua đến đây mình cũng xin tạm dừng nha. Mình cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi. Nếu xem thấy hay và hữu ích đó, nhớ cho mình một like và bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình phát triển nha cả nhà. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.